Trạm BOT-T2 thời gian vừa qua đã gặp phải nhiều sự phản đối của người dân và giới tài xế ngay từ khi trạm được khởi công xây dựng. Lý do là vì trạm đặt sai vị trí so với địa điểm ban đầu được đưa ra. Đến tháng 5 vừa qua, người dân tại đây và giới tài xế đã phản đối mạnh mẽ hơn nữa sau khi chính quyền làm lễ thông xe cầu Vàm Cống, khiến trạm BOT-T2 chỉ cách chân cầu khoảng hơn 300 mét. Như vậy, dù người dân chỉ đi một đoạn đường ngắn, nhưng vẫn phải trả phí cho toàn tuyến đường. Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giao Bộ Giao thông Vận tải tìm phương án hợp lý để đặt trạm BOT-T2 trước khi khánh thành cầu Vàm Cống ngày 21 tháng 1 năm 2019. 5 ngày sau đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang cân nhắc khả năng di dời trạm BOT-T2. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải trả lời vẫn chưa thể quyết định sẽ áp dụng giải pháp nào trong hai phương án đề xuất, gồm phương án 1, di dời vị trí trạm về gần ngã ba Lộ Tẻ thuộc khu công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Phương án 2, giữ nguyên vị trí trạm, tiếp tục xả trạm cho đến khi làm xong tuyến đường tránh thành phố Long Xuyên, An Giang, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Theo báo mạng VN Express đăng tải ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Đường bộ khi phân tích phương án di dời trạm BOT-T2 về phía thành phố Cần Thơ khoảng 1 km, đã chỉ ra một nhược điểm là sẽ tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến tình hình chung của các dự án BOT trong cả nước. Trước nhận xét này, với kinh nghiệm của người kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Minh Đức, nguyên sĩ quan lục quân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải ngũ cho rằng: về mặt cá nhân, cũng như sự hiểu biết của tôi thì tôi khẳng định là ngụy biện. Bởi vì xác định trạm đặt sai thì phải sửa. Đó là điều tất yếu, đó là mong muốn của người dân, của những người doanh nghiệp làm vận tải. Là nếu có thu thì anh phải thu đúng cái đoạn đường họ đi, khoảng 300-400 mét thôi. Chứ anh không thể thu cả một tuyến đường khi họ chỉ đi có 300-400 mét. Đó là sự vô lý. Đó. Còn cái việc mà ai là chủ trương, ai là người như thế là nghĩ ra, nói là tạo tiền lệ xấu, là để chẳng qua họ lấp liếm cho những cái sai của họ ở tất cả các trạm BOT khác. Theo anh Vũ Tân, một người dân sống tại Kiên Giang, thường xuyên quay trạm BOT-T2 và từng nhiều lần tham gia phản đối vị trí đặt trạm thu phí này, cho rằng đây là cách chống chế của chủ đầu tư, vì hiện tại các BOT đều hoạt động độc lập với nhau. Vì thế khi đặt sai vị trí trạm BOT thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm, và việc sửa lỗi này không hề tạo tiền lệ xấu. Trước đó là vẫn có một BOT Tân Đệ đã di dời trạm rồi mà. Thì đáng lẽ là BOT Tân Đệ mới là tiền lệ xấu, chứ không những BOT sau chứ sau chứ. Vì vậy, anh T, một tài xế từng nhiều lần tham gia phản đối các trạm BOT bẩn, BOT đặt sai vị trí trên cả nước, kể cả BOT-T2, nhưng không muốn nêu tên, nhận định rằng: nó sợ bây giờ di dời đi là buộc những các cái trạm BOT khác phải đặt sai vị trí, phải di dời theo thằng T2. Có nghĩa là ảnh hưởng tới 17 cái trạm BOT khác nữa trên cả nước, nó đang đặt sai. Cái đó là một phía do chúng nó, cái lợi ích nhóm nó nói thôi, chứ còn nó đặt sai để buộc nó phải di dời, chứ làm sao có chuyện để đó để giảm phí cái này kia tùm lum được. Còn cái chuyện mấy anh nói là tiền lệ xấu là cái việc của mấy anh đã làm sai rồi, bây giờ mấy anh còn sửa sai của mấy anh, không sửa mấy anh còn cố tình làm sai nữa. Thời gian gần đây, các cuộc biểu tình chặn xe phản đối tại các trạm thu phí BOT đặt sai vị trí diễn ra ngày càng nhiều. Thậm chí nhiều trường hợp đã bị phạt tù như tài xế Hà Văn Nam hay Văn Ngọc Hoàng. Nhưng không vì thế mà sự phẫn nộ của cánh tài xế hay người dân sống trong khu vực BOT giảm đi. Tài xế T cho biết anh không phản đối việc thu phí tại các trạm BOT. Anh chỉ phản đối cách các chủ đầu tư đang tận thu. Đa số người dân Việt Nam và những người nào đã tham gia giao thông, người ta đều mong muốn hết. Mong muốn, rất mong muốn và ủng hộ như là chủ trương BOT của nhà nước. Kêu gọi những nhà đầu tư là đúng, là người dân đồng tình ủng hộ làm BOT, nhưng mà với điều kiện là người dân, người ta giờ biết hết rồi, nhìn thấy hết rồi, anh làm ở đâu thì anh thu ở đó, anh có bán hàng thì anh mới lấy được tiền, chứ anh không bán hàng anh đòi lấy tiền lấy kiểu gì, là người dân không chấp nhận. Mỗi lần người dân phản ứng mạnh mẽ, các chủ đầu tư lại cho xả trạm để giải quyết tình trạng ùn tắc tạm thời. Phía Bộ Giao thông Vận tải cũng lên tiếng sẽ giải quyết những bất cập tại các trạm BOT, nhưng dường như chưa có một giải pháp khả thi, hợp lòng dân nào được đưa ra hay áp dụng.